Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Google là một tập đoàn về công nghệ của nước Mỹ và lớn như là nhất thế giới. Thưa quý vị, tôi có một thói quen là mỗi khi mà máy tính gặp một cái lỗi kết nối với Internet thì tôi thường dùng Google để mà kiểm tra xem cái đường truyền Internet còn hay không. Và chắc hẳn cái thói quen này cũng là một thói quen của rất nhiều quý khán thính giả. Chúng ta có bao giờ tự đặt ra một câu hỏi: nếu Google sập trong vòng 30 phút thì điều gì sẽ xảy đến với toàn thể thế giới? Thưa quý vị, có rất nhiều những câu trả lời thú vị xung quanh cái giả thuyết đó nếu mà Google thực sự sập trong vòng 30 phút. Bởi vì Google là một tập đoàn có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới và hầu như là trong tất cả mỗi chúng ta, ai cũng sẽ dùng một sản phẩm hoặc là nhiều sản phẩm của Google. Vậy nếu Google sập trong vòng 30 phút trong một ngày đẹp trời nào đó thì điều gì thú vị sẽ xảy ra xung quanh? Thì trong chương trình Vén Màn Bí Ẩn Kỳ Số này thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều những thông tin thú vị. Một kịch bản rất dễ hình dung đó là bạn sẽ kiểm tra lại kết nối Internet của mình ngay những phút đầu tiên, loay hoay cắm lại đường truyền Wi-Fi, kiểm tra xem chúng có lỏng hay là bị hư hại. Thậm chí là một số sẽ gọi ngay cho nhà mạng, một số khác thì đổ xô đi kiểm tra các trục trặc của phần cứng. Việc có thể mất của họ tới hơn 30 phút, nhưng mà kết quả là đường dây vẫn ổn định, kết nối vẫn vững vàng. Đến đây thì có thể mọi người có khó chịu bực bội, nhưng mà chủ yếu vẫn là bàng hoàng ngạc nhiên và tự hỏi, máy tính hôm nay bị làm sao vậy? Sau cùng mọi người cũng sẽ nhận ra rằng hóa ra chỉ có mỗi Google sập trong sự ngạc nhiên đến tột độ. Đa phần sẽ cố gắng F5 điên cuồng để lốt lại trang. Tuy nhiên thì cũng chỉ là một vùng vẫy trong vô vọng. Trang vẫn nổi bật tông nền trắng với vài dòng báo lỗi, không thể tải trang hay là truy cập mạng. Và cho đến lúc này thì hẳn sẽ có nhiều người không quên mà lập tức chụp lại màn hình để mà lưu giữ thời khắc hiếm hoi, bàn tán với nhau hay là chờ đăng story trên Facebook. New feed Facebook sẽ ngập tràn những dòng status đầy tâm trạng cảm xúc như là: ai bị này không? Hôm nay là ngày gì mà nhọ ghê? Thật không thể tin được đến Google cũng sập. Hacker ngày càng kinh khủng. Kèm theo một ít hình ảnh chụp màn hình. Mọi người bắt đầu đổ xô vào tìm hàng loạt các ứng dụng tìm kiếm khác để mà tải về. Lúc này có lẽ số đông dân cư mạng nhận ra một sự thật rằng họ thậm chí còn chẳng biết còn có cỗ máy tìm kiếm nào ngoài Google nữa. Không cần biết cũng nói, lưu lượng truy cập Bing hoặc là Yahoo sẽ tăng đột biến. DuckDuckGo sẽ trở thành trending trên Twitter. Mọi người sẽ nhận ra hóa ra là DuckDuckGo cũng là một công cụ tìm kiếm khá tốt. Nhiều ứng dụng sử dụng các dịch vụ của Google cũng sẽ bị gián đoạn, thiếu vắng Gmail trong 30 phút thôi thì hiệu suất công việc toàn cầu của thế giới sẽ giảm đi đáng kể. Khó có thể đoán nổi con số thiệt hại doanh thu khổng lồ, không chỉ của Google mà của hàng loạt những công ty sử dụng các dịch vụ của Google nữa. Người dùng Android sẽ gần như là bị chặn hết các hoạt động. Người dùng iPhone thì có thể sẽ tắc tịt ngay trên đường khi Google Maps ngừng hoạt động. Giữa hàng loạt biến động như vậy thì chỉ có người dùng Trung Quốc là vẫn còn có thể tươi cười, bởi vì họ chẳng có ảnh hưởng gì cả. Và các công ty đối thủ sẽ hét hò ăn mừng. Sự kiện này thì cũng không phải là chỉ trong tưởng tượng. Tháng 8 năm 2015, trang chủ Google và một số dịch vụ của công ty đồng loạt sập trong khoảng 2 đến 3 phút. Toàn bộ lưu lượng trên Internet toàn cầu ngay lập tức tụt giảm tới 40%. Một vụ việc tương tự cũng xảy ra vào tháng 5 năm 2009. Điều quan trọng là phải nhấn mạnh hai lần. Đây mới chỉ là một giai đoạn kéo dài 2 phút và chỉ 2 phút mà thôi. Và từ tưởng tượng nếu là 30 phút thì mọi thứ sẽ khủng khiếp đến mức độ nào, mặc cho chuyện này rất khó xảy ra. Cuối cùng thì sau khi sự cố được khắc phục thì hẳn mọi người cũng phần nào đoán được. Google sẽ ra thông cáo báo chí giải thích vụ việc. Giới công nghệ toàn cầu sẽ lao vào phân tích đích xác nguyên nhân. Nhiều người sẽ phải dự đoán rất có thể đây chỉ là bào chữa của Google cho việc bị hack bởi một nhóm hacker vô danh nào đó và tìm đến một số hacker thực thụ để mà tham vấn.
Giới truyền thông sẽ phát cuồng với vụ việc và cho gọi hàng loạt chuyên gia, chuyên viên phân tích để mổ xẻ. Đây sẽ là chủ đề hot trong khoảng một thời gian không hề ngắn ngủi. Nhiều blogger sẽ cho ra các bài viết kiểu như là những nhóm đối tượng nào đang phụ thuộc quá nhiều vào Google. Giới truyền thông cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này để gõ bút. Các trang hỏi đáp như là Quora thì sẽ tràn ngập các câu hỏi kiểu như là điều gì đã xảy ra? Bạn nghĩ sao về hiện tượng này? Liệu dữ liệu của tôi có bị hack hay không? Nhiều người dùng sẽ rời Google chuyển sang các dịch vụ thay thế sau khi biết đến một công cụ tìm kiếm khác khá hiệu quả mà đồng thời không bị theo dõi quá chặt. Các trang giải trí ví dụ như là BuzzFeed hay là Scopus cũng sẽ nhanh nhẩu giật tít Google vừa sập 30 phút, bạn sẽ không thể tin nổi những điều gì xảy ra tiếp theo. Hay là 10 điều cần làm nếu Google sập lần nữa. Những thảm họa xa hơn có thể lường đến là Google đánh mất đi vị trí độc tôn. Nhiều kỹ sư bắt đầu mất niềm tin và bỏ sang các công ty khác hay là tự tách ra thành lập startup riêng. Thưa quý vị, vén màn bí ẩn kỳ số này của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón xem của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.